Bát Sát là huyện vùng cao biên giới, nằm ở phía tây bắc của tỉnh Lào Cai, là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc. Bát Sát được kiến tạo bởi các dải núi cao, nổi bật là đỉnh Kỳ Quan San hùng vĩ, hang động Mường Vi với cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ huyền bí, cùng dòng sông Hồng hiền hòa ngày đêm bồi đắp phù sa, góp phần quan trọng cho đời sống sinh hoạt và sản xuất, mang lại cuộc sống thanh bình cho đồng bào các dân tộc, trải dài hội tụ cùng các nhánh sông lớn nối liền với miền ngược, với miền xuôi, hòa quyện cùng cội nguồn dân tộc, vươn mình ra biển lớn, tạo ra sức sống mới, một thời kỳ mới hội nhập và phát triển. Chập trùng a mô số, vời vời lung bô, nơi đầu nguồn sông Hồng chạy vào đất Việt, nơi đồi chè Bát Ngát rền xa. Về Mường Vi hang động cánh sắc thần tiên mộng mơ, ơi Bát Sát. Gánh thời gian vẫn băng qua bao thác hình, mà vẫn trông tranh nỗi buồn vui. Hà ơ, hà ơ, nghe một tiếng tơ đồng, nghe một dòng thác reo, giữa chập trùng núi cao, giữa mênh mang mây trời, mà dưng biển sâu
tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn huyện bình quân đạt 14,7% trên năm. Chương trình nghệ thuật với chủ đề Miền Biên Cương Người Sáng với 3 chương quê hương, miền đất và con người Bát Sát theo dòng chảy thời gian và dòng chảy lịch sử. Chương trình nghệ thuật đầy ý nghĩa được chuẩn bị và dàn dựng công phu hoành tráng đã để lại những cảm xúc trong lòng khán giả, góp phần tạo nên không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ động viên nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và xây dựng Đảng bộ huyện Bát Sát ngày càng vững mạnh, xây dựng quê hương Bát Sát ngày càng giàu đẹp văn minh. Bát Sát cũng như các huyện vùng cao biên giới trước chiến tranh cũng có một thời là những vùng quê yên ả, từ Y Tý, Ngải Thầu rồi đến A Lù, A Múc, Mường Hum, Sảng Ma Sáo, bà con các dân tộc Mông, Giao, Giấy, Hà Nhì chăm lo cày cấy tăng gia sản xuất, cuộc sống tự cung tự cấp quần tụ bên dòng họ trong các bản làng bình yên ẩn mình trên núi.
bác ấy ở đây không em? Anh ơi, đừng nhổ ra nhá. Bác ơi, con vào hình. Các cháu ơi, lên đây. Lên đây các cháu ơi. Cháu chào bác ạ. Cháu con đây ạ. Cháu chào bác ạ. Lại đây các cháu. Hôm nay đảng bộ huyện có tổ chức cho mấy bác đi tham quan. Ôi, ở đây như cảnh vật huyện mình đẹp quá bác nhỉ. Đẹp quá bác nhỉ. Bát Sát là nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Một dòng sông gắn với bao huyền thoại lịch sử. Trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của bao thế hệ cha ông chúng ta để bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Bác ơi, được biết bác hiểu rất rõ về lịch sử huyện nhà nên chúng cháu... Dạ vâng ạ, nên hôm nay chúng cháu muốn mời bác đến nói chuyện nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Bát Sát bác ạ. Được lắm. Nào, ta đi các cháu. Các em ơi, vào đây, vào đây. Vào đây các bạn ơi, nhanh lên nào, nhanh lên nào. Hôm nay là kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện ta. Các em có muốn nghe kể chuyện về lịch sử huyện ta không? Các em có muốn nghe không? Nghe không? Có ạ, có ạ. Ô kìa, bác đến kia rồi. Cháu mời bác vào đây ạ. Vâng, cháu mời bác vào đây ạ. Xin chào, chào bác ạ. Xin chào, chào bác ạ. Chào các cháu. Bác ơi, bác kể chuyện lịch sử huyện Bát Sát mình cho chúng cháu nghe đi ạ. Bác ơi, có chuyện đó như thế nào bác kể chúng cháu nghe với ạ. Đến năm nào thì Bát Sát ta mới giải phóng? Được. Được rồi các cháu ạ. Vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mở một bước ngoặt lịch sử cho cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã làm nên cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, các cháu ạ. Các em ơi, nhân dân các dân tộc huyện Bát Sát chúng ta luôn hướng về thủ đô Hà Nội với niềm tin yêu sâu sắc vào Đảng, vào Bác Hồ kính yêu. Phải đấy các cháu ạ. Vào những năm 1946, năm 1947, đồng bào các dân tộc xã Trịnh Tường, xã Mường Hung, xã Cốc Mề cùng với bộ đội ta ở Phúc Yên lên giải phóng Yên Bái và Lào Cai, tiểu đoàn 964 đã tiến quân vào Bát Sát, nhanh chóng quét sạch Quốc dân Đảng đang chiếm đóng ở các vị trí trong huyện. Các bạn thấy không, cuộc chiến tranh giải phóng huyện ta vất vả gian nan quá các bạn nhỉ? Phải rồi đấy, phải rồi đấy. Rồi huyện Bát Sát cuối tháng 10 năm 1949, thực dân và bè lũ tay sai đã chiếm toàn bộ huyện và thị xã Lào Cai. Hoảng hốt, điên cuồng trước phong trào cách mạng nổ ra ở khắp nơi, thực dân Pháp đã thẳng tay đàn áp khủng bố, trả thù những người tham gia cách mạng một cách dã man, đau đớn. Rồi sao nữa hả bác? Trước yêu cầu lãnh đạo các mặt trận công tác ở địa phương, ngày 10 tháng 10 năm 1949, tỉnh ủy Lào Cai cử đội công tác vào hoạt động tại địa bàn huyện, gồm các đồng chí Phạm Cao Sáng, Mạnh Hùng và đồng chí Hồ Vàng Báo. Do đồng chí Phạm Cao Sáng làm đội trưởng, tổ công tác đã phát triển thêm lực lượng, chủ động xây dựng phong trào cách mạng, kết nạp đảng viên mới, hoạt động như chức năng của tổ chức đảng. Đây chính là tiền thân của Đảng bộ huyện Bát Sát chúng ta đấy các em ạ. Ngày 1 tháng 11 năm 1950, thị xã Lào Cai được hoàn toàn giải phóng. Nhân dân ùa ra đường chào đón bộ đội, cờ hoa biểu ngữ đỏ rợp trời, thừa thắng quân ta tiến công giải phóng Sapa, Mường Khương. Vào ngày 4 tháng 11 năm 1950, Bát Sát được hoàn toàn giải phóng các cháu ạ. Cảm ơn các thế hệ cha ông đã không tiếc xương máu đấu tranh giải phóng dân tộc cho thế hệ chúng ta cuộc sống độc lập tự do. Tháng 1 năm 1887, khi đó thực dân Pháp chiếm đóng Bát Sát, chúng duy trì bộ máy cai trị phong kiến. Thực dân Pháp đẩy mạnh thu thuế phục vụ chiến tranh thế giới thứ hai. Mức thuế được chúng tăng cao gấp đôi, tạo ra nỗi cùng khổ cho đồng bào các dân tộc.
không chịu nổi sự áp bức bóc lột của chúng. Đồng bào Mường Hung, đồng bào ở Y Tý nổi dậy đấu tranh. Các cuộc nổi dậy gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề. Năm 1946-1947, đồng bào các dân tộc xã Trịnh Tường, xã Mường Hung, Cốc Mì cùng với bộ đội ta, tiểu đoàn 964 đã tiến vào Bát Sát, nhanh chóng quét sạch Quốc Dân Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Bát Sát đoàn kết một lòng, đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm. Ngày 1 tháng 11 1950, toàn bộ mảnh đất Lào Cai được hoàn toàn giải phóng. Trong cuộc chiến đấu và bảo vệ quê hương, quân và dân huyện Bát Sát đã góp phần chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ, miền Nam, góp phần giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước. Trong cuộc chiến tranh biên giới, tháng 2, 1979, quân và dân các dân tộc huyện Bát Sát đã tổ chức dân quân tự vệ chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng. Thank you.
Kính thưa anh linh, các anh hùng liệt sĩ, trong các cuộc đấu tranh cách mạng, chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bát Sát đã có những đóng góp to lớn và xứng đáng cùng với sự hy sinh cao cả của những chiến sĩ cách mạng kiên trung, những người con của nhân dân các dân tộc đã hy sinh anh dũng, góp phần làm rạng danh truyền thống anh hùng của huyện Bát Sát. Sự hy sinh cao cả đó đã góp phần tô thắm cho lá cờ thiêng liêng của Đảng, của Tổ quốc. Trong ngày hội lớn hôm nay, chúng ta thành kính biết ơn và nghiêng mình tri ân tưởng nhớ trước những linh hồn bất tử, những người con ưu tú của quê hương Bát Sát. Hòa bình lập lại, nhân dân các dân tộc xây dựng quê hương. Qua các kỳ đại hội, thực hiện chủ trương của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Bát Sát đã nỗ lực đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, củng cố hợp tác xã nhằm làm cho miền núi tiến kịp miền xuôi. Nhân tài góp sức dựng non sông, đề ra giải pháp như hình mẫu, thiết lập niềm tin để hóa rồng, mãi nguyện theo người, chung với Đảng song hành lịch sử của cha ông. Đi theo Đảng, hoa là hoa hướng dương. Ta...
trong là trong ánh sáng. Chúng ta đi theo đáng chỉ đường, mỗi chúng ta là một bông hoa nhỏ với nhân dân cả nước trong niềm vui phấn khởi tự hào. Nhân dân các dân tộc huyện Bát Sát đã nỗ lực xây dựng quê hương theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ kính yêu. Đoàn kết, tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no từ những cánh đồng, nương rẫy, thi đua quyết tâm lập nhiều thành tích dân lên Đảng, Bác Hồ kính yêu. Súc sinh vây ảo lên kén vòng, ngày chợ phiên con gái đẹp dù nhau đi xuống chợ mừng vui, xem sung xem ấm vang đeo nhạc ngựa reo theo bước bao chàng trai, mồ hôi xuân bên suối tình rền sang lên cao nguyên mấy la đà bàn vùng cao xuân rừng biên cương ruộng bậc thang vươn lên đến non cao đi đi lao trải thơm hương lúa tựa viên ngọc xanh tỏa sáng. Sáng tạo, lãnh đạo nhân dân các dân tộc huyện từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống thông qua các đề án, chương trình hành động cụ thể, bằng nhiều giải pháp tích cực tạo được những bước đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Những người con quê hương như những giấc mơ.
là huyện có vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, non nước hữu tình, điều kiện khí hậu thuận lợi và bản sắc văn hóa của cộng đồng 25 dân tộc độc đáo, đặc sắc, đa dạng, phong phú. Bát Sát còn là miền đất của các lễ hội xuống đồng của dân tộc Giấy, lễ hội Pút Tòng của dân tộc Giao, các lễ hội Khô Ra Ra, Gạ Ma Do của dân tộc Hà Nhì. Các lễ hội dân gian độc đáo được phục dựng đã góp phần tạo nên nguồn tài nguyên nội. Các lễ hội dân gian độc đáo được phục dựng đã góp phần tạo nên nguồn tài nguyên du lịch phong phú, một bức tranh đa sắc màu luôn tạo nên những cảm xúc khó quên cho những ai đã từng đặt chân đến mảnh đất này. Nguồn tiềm năng du lịch vô cùng phong phú, hấp dẫn, thiên nhiên kỳ vĩ và văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Với chính sách ưu tiên phát triển du lịch được triển khai, lồng ghép các chương trình dự án xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch đồng bộ, chắc chắn sẽ tạo ra một diện mạo mới cho du lịch Bát Sát trong tương lai. Thank you.
bạn hiền ơi. Thiên sinh bình minh, bình sinh mùa vàng thơ ngơi. Nắng sắp tràn tận thôn Hồng Ngài, gió hát bài ruộng mấy chân ấm, lúa đã vàng mùi hương thu nồng, cho ta vào cổ tích dương gian. Sưởi nắng ngóng trông cha mẹ làm ruộng nương, khói vương bếp nhà vuông trình tường, bữa cơm khoai chiều ngọt vui ương mơ. Chiếc ni con vui mừng bạn hiếu đã đưa tôi thêm gần bạn hơn. Với bao quân hình nơi đồng bào, gió mưa nơi này nhiều đã đoạt củi khô. Vai em người Mông, người Dao oan nặng có sai. Sắm lúa mừng đôi tay ngoan hiền, nước suối hò chân trần băng núi, tới cánh đồng thần tiên alo. Sống mấy ngày thâu ấp núi mơ. Gió mưa mây mù rồi lại nắng, vẫy ô em xòe từng chờ phiên. Biết bao nhiêu điều em muộn phiền, vẫn vương phiên chờ rồi lại nhớ thương. Chiếc nghi con là dòng nhật ký, đã cho chúng tôi được sẻ chia. Với bao câu chuyện, bao tình người, nhớ trong men rượu nồng xìm sang. Gió mưa mây mù rồi lại nắng, vẫy ô em xòe từng chợ phiên. Biết bao nhiêu điều em muộn phiền, vẫn vương phiên chờ rồi lại nhớ. Dòng nhật ký đã cho chúng tôi được sẻ chia. Với bao câu chuyện, bao tình người, nhớ trong men rượu nồng xìm xa. Nhiều cô
kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bát Sát là dịp để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện ôn lại lịch sử truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng anh dũng kiên cường của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện, nhằm tiếp tục giáo dục cán bộ đảng viên và nhân dân lòng tự hào và biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đặc biệt, đây còn là món quà tri ân đối với các thế hệ cha ông đã có những đóng góp to lớn trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng Đảng bộ huyện. Với những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bát Sát đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và phong tặng nhiều danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huân chương lao động và nhiều cờ thi đua xuất sắc. Từng đoàn xe vui đi trong ngày mới, rộn ràng lao nhanh trên những con đường. Nhìn về quê hương cuộc sống sinh sôi, nhịp đời rung lên bao âm thanh mới. Một vùng mênh mông tài nguyên bao la, Quảng Đông hăng say vẫy gọi xin quyền. Tình người Quang Kim một nắng hai sương, theo Đảng vượt bao gian khó đi lên. Ta yêu sâu những cái tên thân quen, diện sáng hương hôn đi tí ngoài thu. Đang lần lên thành thần mới là, cho nông thôn hay mừng lên một tương lai. Trong ngày mới, rộn ràng lao nhanh trên những con đường. Nhìn về quê hương cuộc sống sinh sôi, nhìn đời rung lên bao âm thanh mới. Một vùng mênh mông tài nguyên bao la, Quảng Đông hăng say vẫy gọi xin quyền. Tình người Quang Kim một nắng hai sương, theo Đảng vượt bao gian khó đi lên. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, phát huy tiềm năng, thế mạnh
huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, sớm phấn đấu đưa Bát Sát trở thành huyện phát triển khá của tỉnh, cùng với cả nước xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Chương trình nghệ thuật Miền Biên Cương Người Sáng chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Bát Sát xin được kết thúc tại đây. Sau đây xin mời các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đón xem màn bắn pháo hoa nghệ thuật. Tình đoàn sẽ vui đi trong ngày mới, rộn ràng lao nhanh trên những con đường, nhìn về quê hương.